Rồi, sáng nay là thím nấu bánh canh vịt nè mọi người. Bữa thấy thím Phượng với chú Bình ăn thèm quá. Nay là phải có Ngọc ăn. Đó, ăn sáng ăn vậy thôi, rồi xong rồi chút nữa cái mình vui quà Giáng sinh. Nghe quà Giáng sinh là thím Phượng ve liền. Chay thì nãy giờ ăn xong rồi cô chú. Chay ăn xong rồi. Mời bây giờ chay đi qua bên nhà rồi đối diện á, đối diện có mấy đứa nít bên đó. Mới vừa dẫn nó qua xong. Húp thời vô gì. Thì cái chơi bánh canh là húp rột là xong. Chạy tụt đi luôn, nhanh. Nay thì không có chỗ nào mở cửa đâu. Không. Đây là lễ á, mò mấy cái mò mà shopping cũng đóng mà. Ngày mai người ta mới mở lại. Chợ thì mở. Chồng Ngọc sáng nay anh gọi qua không? Anh quay ra là thấy tuyết không à. Tuyết quá trời luôn mà bên Chicago không có tuyết. Thường thường Noel em phải có tuyết mới vui. Hôm qua đi đường là hết lạ rồi. Đúng rồi. Ta thấy không có cay. Ngộ ta. Tại thím làm ít cay cho thím ăn. Không à. Hơn. Hôm qua giờ hai mẹ con mới qua có ngày mà ăn hết 5-6 hũ sữa chua của ngoài. Là cô Út nói là xin kiếm năm một cái hũ sữa này nè, là sữa cái đó, để về là thì cô Út phải làm lại cái hũ kia, tại vì phải có cái hũ cái ngon thì mới làm được, rồi ở nhà mình nó ngon thì mô mốt về là đem một hũ này về ngon ghê. Cái này gọi là sữa chua dẻo, là đúng sữa chua dẻo luôn các bạn. Nó dẻo mà nó giống y như là dẻo luôn đó. Là đúng dẻo luôn á. Người ăn nữa chứ ở. Ăn nữa cho nó vui chứ còn không. Thì các bác không nói thì có tiếp rồi. À còn nữa, khi mà các bạn nói đi để chồng ở nhà mình buồn á. Thật sự là ngọc đi, ví dụ như các bạn comment nói là lễ mà đi để chồng ở nhà mình buồn á các bạn. Theo Ngọc á, cái định nghĩa của Ngọc là như vậy nè. Mình vui với nhau á là mình phải vui mỗi ngày, chứ không phải là đợi tới lễ rồi mới vui. Nên là cái cách mà chờ Ngọc với chồng Ngọc mà tiếp đón những cái ngày lễ á, nó cũng như bình thường những cái ngày khác thôi hả. Chứ nó không phải là lễ là phải ở nhà, phải ở với chồng và phải làm cái này cái kia, không phải. Mình yêu nhau, mình thương nhau, mình vui vẻ với nhau là vui vẻ mỗi ngày đều ngày là ngày lễ, chứ không phải chỉ có ngày đó nó mới đặc biệt thì nó hơi sai. Chồng Ngọc gọi điện thoại nói chuyện Ngọc vui vẻ, chúc Ngọc đi chơi vui vẻ, ảnh ở nhà ảnh học bài, ảnh dọn dẹp lại nhà cửa, ảnh còn rảnh, vì sao nó còn rảnh, cái ảnh còn rảnh được cái tay ảnh để ảnh làm được mấy cái khác nữa, ảnh còn giúp cho Ngọc làm cái này cái kia cái nọ, rồi nhà cửa ảnh sắp xếp lại nó ngăn nắp nó khác nữa. Rồi sáng nay gọi cho Ngọc là quay nè, sáng ngày anh kéo bàn kéo ghế anh sắp lại xếp hết luôn, rồi chúc con Ngọc có một mùa Giáng sinh vui vẻ đồ vậy kia vậy chú thôi đó. Thím. Merry Christmas chú Thím. Chúc chú Thím vui vẻ nữa chứ không có gì mà bác gái thấy con đó đúng không? Đúng rồi. Mình giống như Thím đây nè. Tết đó để cho mình chú về. Đúng không? Chú đi mấy lần vậy chú đi về Việt Nam. Lễ với Tết là cũng mấy lần. Đi hoài vậy đó. Mà ý là con nói là mình vui với nhau là mình vui mỗi ngày. Ngọc đâu có biết cái sữa chua dẻo nó khó làm. Nghe nói dễ làm nhưng mà khó làm, phải có cái hũ cái ngon. Đúng rồi. Thím nói á, khi mà ăn mà hết hũ cái rồi đó là thím phải làm gì là thím? Mua của Mỹ á, mua hũ clan của Mỹ. Mua của Mỹ. Cái hũ mà không có mùi vị gì của Mỹ á. Rồi cái mình phải làm lại hai lần. Thím làm hai lần mới gầy ra lại được. Gầy, phải gầy dựng lại đó. Phải gầy dựng cái cái. Đứa nào ăn hết hũ cái vậy? Thì bữa mấy bữa hổm đó. Đứa nào? Con với Út chứ đứa nào? Ủa vậy hả? Út á. Con với Nhung hả? Mất hết rồi. Cái này là cô Nhung rồi. Thím đâu có để ý đâu. Cái tới chừng thím giật mình lại nó mất hết hũ cái sao làm rồi mình đi chợ phải. Bây giờ ví dụ như cái hũ cái đó bây giờ thím bỏ vô ngăn đá được không? Được. Bỏ đá. Trốn đi, giấu đi. Giấu rồi. Giấu rồi hả? À? Giấu rồi, thấy chưa? giấu ai không? Tao sợ tao bay quá. Ai mà quên cái mình quên cái là mất cái hũ cái của mình. Đúng rồi, hay ha, ngộ ghê á. Đóng ở đây. Đó, đó kìa đó, cô chú thấy không? À, đóng qua đó, đã chưa? Nhiều quá, nhiều đồ ăn, bữa nay đồ nhiều đồ ăn quá. Rồi, bây giờ Thím với Ngọc rồi này kia là chuẩn bị đi đi chợ nè các bạn. Dạ.
đi chợ để mua đồ về, tối nay là có đón ha, đón những nhân vật đặc biệt. Tối nay đón nhân vật đặc biệt nữa. Nhà mình có cải rồi hả bác ơi? Cái này sờ lắp nè, để thích thì đi là thiếp phải kiểm tra. Kiểm tra có gì rồi mình cần gì gì á. Ừ. Đang xong rồi hả má? Cô xong rồi đi về. Cười cười. Đang quay bà Hai, mấy bạn nhớ bà Hai quá, quay bà Hai cho mấy bạn coi. Vậy hả? Ừ. Ai à? Rồi bà Hai bữa nay ở nhà làm gì, có ăn uống gì, nấu ăn gì không? À, ăn nhậm qua. Nhậm qua tối. Đồ biển. Trời ơi đã quá. Bữa giờ bà Hai ngồi ở nhà cứng ngắc luôn hả? Vậy muốn đi đâu cũng đi được. Bây giờ đi xuống với nít cũng phải làm cái test. Mà sau cái gì đó Pháp hay làm gắt nha, Pháp làm cực kỳ gắt á. Rồi đi qua bên Sophie, đi qua bên Cọt cũng phải làm trước hai ngày mình lên máy bay. Dạ. Mà đi tàu nó cũng bắt mình cũng phải làm. Wow, Mỹ không có vậy đâu bác gái hả? Mỹ không có cái đó đâu. Giờ cô gì đó, cô bây giờ con có bay qua cô Nhung hay là cô Nhung bay qua con cũng bình thường luôn, không có làm gì đó. Ở đây bên Tây gắt. Dạ, bây giờ con biết ở phong tre Đức Đống nè, phong tre Ý Đống nè. Phong tre là gì? Là cái... Sân bay. Phong tre là sân bay. Sân chứ không phải ranh giới hả? À, ranh giới á. Ranh giới hả? Ừ. Phong tre nè. Ăn Lê Đống nữa nè. Ăn Lê là bên nước Anh á. À, làm cái đó nó bệnh nhiều đó. Mày đóng nhiều lắm, đóng mấy cái luôn. Ừ. Bởi vậy á, hàng của con bên Pháp đóng rồi ship qua đó, ship đâu được đâu bác gái, tại vì bà Hai nên bị, tại vì cái nhà máy bên Pháp đóng cửa. Đúng rồi. Nên là ship không được. Bên Tây nó gắt lắm, nó cho đi từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nhà yeah. Thì Mỹ còn tự do bác gái à. Mỹ tự do cực kỳ luôn á. Bên Mỹ còn tự do đi sáng 8 giờ tối. Ở bà Hai đâu được đâu. Cái mấy ngày cái cô An chở bà Hai đi chợ. Đi mấy cái chợ luôn cho bà Hai đi cho đã. Quá đã luôn. Quá đã. Ủa vậy cô An nghỉ làm nhà bác ơi? Ờ bà Hai. Hả? Cô An nghỉ làm nhà hả? Con nói gì không? Cô An nghỉ làm nhà hả? Nó cô An đi làm nhưng mà bữa nhằm kia nghỉ mấy ngày. Giờ nó em làm. Rồi cô Sophie thì sao? Tới tay nghỉ. Cô Sophie làm sao bà ai? Sophie ở bển. Sophie giờ nếu bà muốn đi qua bà ở bên Cọt cũng phải làm cái lỗ mũi, phải thọt lỗ mũi. Thọt lỗ mũi thét á, thọt lỗ mũi. Thét trước khi hai ngày. Dạ. Thành ra phải chịu thua, giờ đi đâu cũng phải làm hết. Ôi, cô chú ơi, chay đi qua nhà hàng xóm chơi nè, bây giờ phải rước về để mở quà sinh nhật nè. Hàng xóm cho thêm tô cháo và thịt bò để về múc đút cho nó ăn nè. Ok, đi dạ lên, đi lẹ lên. Lạnh lắm, mẹ mang dép này nè, mẹ làm biếng, mang dài cái mẹ mang dép cho vợ chân mẹ lạnh quá nè. Wow, lạnh quá cô chú ơi. Đi vô lẹ lên. Đi lẹ lên giùm cái chị Hai ơi. Đi vô mở quà Giáng sinh kìa. Quà mở quà coi chơi được quà gì kìa. Rồi. Đóng cửa lại con. Rồi cởi giày ra. Đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, giỏi chưa. Rồi bỏ vô, sắp vô ngay ngắn đàng hoàng. Sắp đôi giày ngay ngắn đàng hoàng. Ngồi xuống sắp đôi giày ngay đàng hoàng. Sắp làm sao? Nói lớn lên. Bà ngoại ơi, con muốn khui quà. Bỏ xuống, không có được cái gì. Con thấy không quay video lên được mình không? Mình phải để à, mẹ có muốn, mẹ muốn đồ gì á hả con? Mẹ muốn quà gì cũng được hết. Mẹ không có quan, mẹ không có quan trọng quà gì hết á, quà gì cũng vui hết con. Con muốn quà gì? Con muốn quà gì? Hả? Muốn quà gì nói mẹ? Quà cái big one. Ồ, con muốn quà bự luôn hả? Dạ. Yeah. Cái miệng của nó lấy son môi của bà ngoại cho nó son mà bây giờ ha, cái miệng nó đang đau, nó cắn môi nó bây giờ chùi không được luôn, chùi nó đau nó khóc cô chú ơi. Nó cái son môi của bà ngoại dính lâu quá đó. Cái là chùi không được luôn.
lấy cái make up remover tẩy trang tẩy đồ đó mà chùi vòng vòng cái miệng nhẹ nhẹ thôi chứ chùi mạnh của nó đau. Ui da. Can you do it like this? Hả? Trời ơi, nay mặc cái bầm bẹt bá. Can you do it like this? Nó đầm mẹ chay mới mua cho chay để mặc trong ngày Christmas thôi cô chú nè. Ui da. Ui da khó. Ui da cô chú coi da dễ thương cô chú. Hả? Da cũng chú. Con ready chưa? Con ready đã mở quà chưa? Nhưng mà mình phải ngồi mình chờ. Chờ ông ngoại bà ngoại xuống đã. Rồi con quay con cầm cái váy con quay vòng cho mẹ coi coi. Con đứng ra đây con cầm cái váy con quay vòng cho mẹ coi coi. Ui cha ơi đẹp quá. Đẹp quá đi thôi á. Đứng gần cái bây giờ đứng gần cây thông Noel chụp tấm hình cái nghe trước khi mở quà phải chụp hình nha. Ông ngoại lại bọng dây chụp tấm hình nè. Post Facebook nè. Post Facebook đây nè. Ngoại ngồi đi, ngoại khui quà cho giờ chị. Lấy ghế cho ngoại ngồi, cái ghế ngoại đâu? Ghế ngoại đâu chơi? Tại lấy đi. Ghế đó đó hả? Lấy cho ngoại ngồi ghế. Ờ, ngoài, à, con muốn ngoại ngồi đó đó hả? Ngoại ngồi rồi đây. Bây giờ quà của ngoại tặng chay đâu? Đây. Đây, quà của ngoại tặng chay. Merry Christmas. Không, ngoại lại phụ chay, mở quà đi ngoại. Merry Christmas. Merry Christmas kia hả? Quà chay đâu? Chay qua của chay. Đúng rồi, khơi giùm chay. Ôi chay gì? Khoan, chưa nữa. Con khoanh tay lại, con cảm ơn ông ngoại, bà ngoại. Lời hút ông bà ngoại một cái. Can you say Merry Christmas? Đúng rồi. No, you see the PJ mask? Wow. The PJ mask. Wow. Cái đồng hồ PJ mask. Wow. Ừ. Trời ơi, Su lại không mà có cho gì cho Su không vậy? Có luôn hả ngoại? Má Mỹ Hồng bên Cali. À. Wow, chay đi để mẹ coi quà của con coi. Oh, that's a ABC PJ mask. Giỏi quá. Nửa kìa. Con cảm ơn ngoại. Mẹ nói mà, wow. Mẹ nói bữa nay con nhiều đồ chơi lắm. Wow. Trời ơi, nó sẽ mở quà chuyên nghiệp rồi. Oh, wow. Quá trời luôn. Oh. Yeah, tomorrow. Ok. Cái này là bộ đồ, mấy cái bộ đồ mà mặc nè. Bộ đồ mà Chưa, để khui quà hết đã. Cái này là phòng cô Nhung. À, cái này là bà Nhung. Bà Nhung cho chay. Bà Nhung với ông Lũ và quà của bà Nhung với ông Lũ cho chay đó. Chay mở quà bà Nhung ông Lũ đi. Quá nhiều quà bên đây không ta. Ừ, đã có ta. Wow, dữ dội. Trời ơi. Cần hép không? Không, dạ không. Dạ không. Mấy đứa nít là khoái khuyết mệt lắm. Cần chuyện nít thì khoái. ABC. Oh my god. Oh my god. Là cái đó gì vậy? Wow, cái này là mình bỏ lên chơi bằng cái iPad nè. Cái này là học nè. Wow. Another one. Trời ơi sao nó sướng dữ rồi ta ơi. Wow, quá trời luôn. Wow. Ủa? Sao hai cái bảng giống nhau? Mua ấy, mua ấy. Giống nhau rồi. Giống nhau. Nó gỡ ra nó nói nữa hả? Nè, nó mở ra cho nó có nữa. À, nó nói again. You wanna play it right now? Rồi, còn nữa không ngoại? Còn nữa không? Xong rồi phải không? Rồi, bây giờ xong của chay. Bây giờ tới cái này là của bà ngoại nè. Cái này là tặng bà ngoại nè. Gia đình Hoyer Family tặng ngoại, mọi mở ra đây. Cô Út lại đây ngồi chơi. Hả? Không, cô hổ quay cô Út lên đâu, đừng có lo. Không, cô Út lên cái ghế lại, cái ghế salon này ngồi đó. Cái này lấy mẹ kéo lên nè. Được, được anh ơi. Quà của Hoyer Family mệt lắm cho thôi, đơn giản đâu. Hồi hộp nha. Wow. Dữ lắm à, mở à. Không, bên này là của bà ngoại thôi, bà ngoại năm thôi. Ngoại trước đi. Trời ơi, chưa đi con.
để con cô bà ngoại mở quà gì trước đây nè. Chuyện gì? Khó mà. Oh wow. Gì đây ta? Thôi mở đi. Đó. Còn cái này là hũ kem dưỡng ban đêm của Nhị Hoa Ngày Tây đó. Đó. Mình bán gì mình tặng đó. Sản phẩm tốt. Của Forbes đó. Dạ được á, bỏ thẻ bỏ đồ. Đó, kem dưỡng ban đêm đó. Đẹp không? Ok rồi bây giờ chú ngồi đó luôn, con tặng chú luôn đây nè. Tặng chú ngồi luôn mày qua. Và chú cháu mình là không có gối. Khỏe lắm, mở ra khỏe lắm. Chú cháu khỏe ra coi. Wow. Đó. Đó. Dạ, quá lạ ha. Hugo Boss. Cái áo chú yêu thích nè. Cái thương hiệu chú yêu thích nữa chứ. Thì sao? Chú là chú yêu thích cái thương hiệu là vậy đó. Nó nhẹ nhẹ, nhàng nhàng. Dữ không? Không có mỹ miều. Wow. Các bạn thấy đẹp cho mình cái tóc ấp nha các bạn. Để Trung năng động không? Đúng rồi, áo nó dữ à. Lúc kịch mi đó. Rồi khoan đây nè, khoan con. Dạ không có gì. Cái món quà tối đây. Đây. Còn cái này là món quà là con tặng cho cô Út nè. Trời ơi, có luôn, có luôn. Rồi cô Út mở đi cô Út. Rồi. Con không có quay mặt cô Út đâu. Thank you family, the family very much. Dạ, trời phải có chứ biết sao không? Trời ơi. Trời ơi, thơm rồi, chắc giờ thơm quá. Trời gói tới khi mình gói đẹp ghê của chú bật. Nè các bạn ơi, thấy chưa? Quà của cô biết sao không? Tại vì con chưa có gặp cô Út, con biết cô Út bự hay nhỏ hay là rồi sai dài làm sao ấy làm sao, nên con chỉ có dầu thơm này là nó dễ không, thôi. Cái này là quá Út rồi, rất là thích. Trời ơi, thích dầu thơm hả? Cô Út thích thơm hả? Trời sao Ngọc hay quá không? Tôi thích, rất là thích dầu thơm. Dạ, yeah, mở ra thử cơ cô Út, mở ra thử. Có ba mùi khác nhau luôn. Cái này tặng cho Ngọc. Ủa này là tặng cho con hả? Đây tặng con, con mở. Con không chờ cô gia đình cô Nhung cô mở hay tao? Chưa, gia đình cô Nhung là con gửi quà hết qua cho gia đình cô Nhung. Vậy con hả? Gửi hết qua. Quà của gia đình cô Nhung là Ngọc nghe cô Nhung nói không qua được là không Ngọc được. Gửi qua đúng một ngày là cô Nhung khu quà hết rồi. Chú với thím cũng gửi quà tặng cô Nhung luôn rồi đúng không? Dạ, gửi hết đi hết luôn. Đây bây giờ tới Ngọc mở quà Ngọc nè. Quá đẹp luôn. Áo Christmas. Wow. Áo đó giặt nước là ok. Cái đó là bạn trình gì á? Dạ. Wow, áo này là của đứa con nè. Đúng nha. Đúng luôn đó. Đúng rồi, nó bây giờ cái váy đẹp vậy nó không chịu, giờ nó đồ quặt cái đồ đó. Hồi cái đồ vậy. Còn quà của cô Nhung với chú Lũ là mở rồi. Rồi, có đi quên đâu. Đi quên, để cho Điền Quân mở hay sao? Để về cho Điền Quân khơi đi. Để về cho Điền Quân khơi cho đây, có không khí đi. Có không khí thôi em cho Điền Quân. Đó. Đây đây cũng mặc cho chị. Bây giờ mình mặc gì? Rồi. Áo đầm nó. Không, bây giờ là mình mặc đồ là mình. Còn quà của Út gửi cho thím với của bé Châu rồi. Quà nào? Quà này quà nào? Quà của Châu. Quà của Châu phải không? Để con mai cho. Để chú dọn mấy cái này coi. Đó, gói đã xong rồi cái bắt dầu giờ dọn. Đúng rồi. Rồi. Của chị Châu hả? Cô tên Kiều Châu. Mua áo dễ thương ghê chưa? Trời ơi, biết xì tay của thím mà. Chày này có quá trời, quà PC Max luôn rồi, còn gì nữa không? Con mở cho. Này, này hả? Nó, thùng này đi ha. Ok. Này của cô Nhung. Anh ơi. Cô Nhung với chú Lũ gửi tặng nè. Ok. Trời ơi, con gửi tới trễ quá nên mình không có kịp gói luôn nha các bạn. Giờ mình là khui luôn. Thôi mình cho con dâu con trai mặt luôn. Ok, ok. Mở mở cho nó giùm con hay coi cô bà Út mở con nè. Trời ơi, cuối cùng bà Út thích cái hiệu dầu thơm này là bà Út hả? Con mặc cái này trời là sao. Wow, phải dùng chú Lũ nè, phải dùng dao thôi chứ. Lúc kẹo ngoài lúc. Ngoại ơi. Wow, it's so beautiful. Thank you. Nó là cái bắt phải nhìn vậy đó.
Rồi. Cô Nhung gửi tới trễ quá. Rồi mở ra coi. Wow. Dữ nha. Linh Dung thì lúc đầu có dầu thơm nè. Hai vợ chồng hai hộp dầu thơm. Rồi cái này cái gì nữa đây nè? Ồ, cái này chắc cũng... Cái này hình như của Ngọc rồi. Của Ngọc rồi. À, không phải, Mochino. Mochino Chicago. Mochino áo này dữ nè. Cái này của Ngọc. À, cái bộ váy này của con à. Xa, dữ à. Cái này gì nữa nè? Trời đất ơi, coi được rồi nào. Trời. Nó vậy là nó vui rồi đó. Đó, nó vậy là nó vui rồi đó. PJ Masks. PJ Masks. PJ Masks. Cô gài cái này lại giùm con cái. Dạ, cái đó có gài nữa cô. Bà Út lần đầu tiên là mặc một cái bộ đồ custom á. Trời ơi, cái PJ Masks này dữ quá. Trời ơi, ngon lành luôn. Ngon lành. Đây, của chú thì một hộp Yves Saint Laurent. Của này của Điều Quân hả? Ok. Đó, cái này của chú nè. Rồi. Người không tới nhưng mà quà tới. Ừ, tới quà tới. Dễ vui. À, chú thật xịt miếng, chú xịt sáng, xịt dầu thơm chưa? À, xịt dầu thơm xíu rồi không? Dạ, sáng chú xịt chưa? Sáng chú có rồi, nhưng mà coi cái mùi này coi. Quá dữ luôn. Giờ bây giờ là ai mà gọi tới mà mình đang đứng sạc sa tế á, cái mình tắt 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 ngờ. Alo. Oh. Wow, mùi này. Ok nè. Gọi cái này cho con. Rồi bây giờ khui cái món quà của chị Hồng luôn nhé. Đúng rồi. Đó, bây giờ món quà này rất là đặc biệt nè, của một người chị từ bên Bắc Cali gửi tặng cho nhằm ngày sinh nhật. Rồi cũng như là ngày birthday của Bình Huỳnh luôn. Em để dưới, em giấu dưới rồi. Em giấu luôn phải không? Đó thì bây giờ xuống lấy không? Lấy lấy thôi dạ. Em khui của em. Đúng rồi, chú xuống lấy đi để chiếm khui. Cái nào cái bịch đây hả? Cái bịch này nè, cái bịch này cũng quá trời luôn, cái quá trời hòa luôn á. Này nó nè. Của chị đó nhưng mà. Rồi. Cái này của chị Hồng. Đó, rồi. Của okay. Chị Kim ở đây. Ủa cái này của ai nữa? Yeah. Trời ơi quá bự luôn. Yeah. Thank you chị Kim này. Không, con đang thay đồ đó, mẹ đâu có mặc vô được. Thank you chị Kim này nè. Quà của chị Kim. Ở Cali tặng. Ừ, cái mùi dầu thơm của chú thơm á nghe. Giờ chú đi rồi con mới nghe mùi chứ nãy xịt con nghe. Trời ơi bây giờ tới mặc tới bộ đồ thứ hai rồi. Cái không ý nó hỏi là cái bộ đồ bịt mặt đâu á cô? Không có. Có phải. Đâu rồi. Wow. Cái này sao? Rồi. Cái đồ bịt mặt đâu có đâu con. Cái đồ bịt mặt không thấy. Đó bảy nha. Quá đẹp luôn, vừa luôn, xinh xắn. Ồ, áo lạnh vừa y luôn bác gái. Wow. Màu sắc cũng đẹp. Chị Kim, thank you chị Kim. Ồ, cái đùi. Ủa mà cô Kim nó coi kênh con mà đừng. Bác gái, thank you chị Kim. Cho em mùa đông năm nay ấm áp. Đúng rồi. Wow. Dài tay nè. Dễ thương quá nè. Ừ. Không mà thường người ta mặc á trong một mặt trời lạnh thiệt lạnh á, một ở trong một cái ngắn ở ngoài một cái dài nha. Dạ, cái vest ở trong. Dạ. Wow, quá đẹp luôn ơi. Ừ, quá. Chưa lại đây mẹ quay. Rồi. Rồi, đây mày quay cho. Ui cha ơi, cái này là Catboy. Trời, có đứng rồi, có đứng lên quay cái đít nó kìa. Chay bữa nay có đuôi luôn rồi đó chay nha. Yeah, that's the tail. Quà nữa, chị Kim luôn. Wow. Cô Kim dễ thương quá, cô Kim thương thím quá. À, những món quà ấm áp gia đình. Yeah. À, ngay ý nghĩa hả chú ha? Ý nghĩa. Những cái này là rất là hữu dụng. Mình được xài liền. Cho con nữa hả? You don't like it? Yeah. Bạn.
Rồi bây giờ tới chú món quà đặc đây, biệt cho chú này. Nãy giờ hồi hộp đây bà xã giấu, nãy giờ đi tìm hoài thì cầm ra thì thấy cái giỏ ở bên ngoài đề chữ Movado. Wow. Và nhìn ở trong cái hộp đó là biết là cái đồng hồ Movado rồi. Cảm ơn chị Hồng. Trời ơi món quà quá xứng đáng. Lần đầu tiên nhận được món quà giá trị như vậy đây. Em cũng đại diện gia đình cảm ơn chị, chúc chị và gia đình của chị có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và đầm ấm. Và cái món quà này đó em sẽ giữ mãi, sẽ giữ mãi với em. Cảm ơn chị. Để em khui ra không? Khui ra luôn anh. Khui ra luôn hả? Sao cái tay nó run run. Tay run run hả? Rồi bà mở giùm đây đi bà. Đây các bạn, chiếc đồng hồ Movado. Wow. Còn mới nguyên vẹn luôn, còn tem, còn đồ hết luôn. Chú còn coi, gần gần coi cái chú. Đây, wow, cái đồng hồ này, Movado này rất là giá trị các bạn ơi. Đây là chiếc đồng hồ automated. Cái này giống như là gọi là limited vậy đó. Ở đằng sau của cái đồng hồ nè. Đó. Rất là giá trị. Cảm ơn người chị nha. Đeo thử coi hả? Cảm ơn chị Hồng nhiều. Chú mà nói gì chứ nói tới đồng hồ là chú rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Trời, đồng hồ là chú thích lắm. Chú nhẹ nhàng lắm. Con mà cỡ đồng hồ ra mà con để ở dưới cái mặt bàn này không là chú nói con không được để đây, phải để chỗ nào mà nó có vải có đồ á. Tại vì đồng hồ là người ta phải đeo bao tay vô để người ta mang đồng hồ cho mình mà. Đúng rồi. Wow, cái đồng hồ này mình mang liền luôn là khỏi có đi cắt dây nè. Ủa vậy luôn hả chú? À. Ngon lành luôn. Con này có miếng lớp keo chi. Wow, cái chai dầu thơm, cái chai dầu thơm đẹp hết cô ha. Dây nhợ luôn con ơi. Wow. Đẹp quá cả nhà. Xa ra coi. Đó, ok đó. Wow, chiếc đồng hồ màu xanh đẹp quá. Rất là dễ thương lịch lãm. Cảm ơn chú Út lừa đó. Cảm ơn chú Út. Chú Út là con của chị Hồng, con của chị Hồng lừa chiếc đồng hồ này quá đẹp, vừa. Rất là lịch lãm. Được con ha. Đúng rồi. Thấy không? Quá đẹp chị ơi. Đẹp quá chú. Đẹp con hả? Rồi thank you chị một lần nữa. Đây bắt đầu tới của thím. Thím này quá trời quà luôn. Thím này quá trời quá trời luôn. Mà con kia ngồi cho nó chứ em mở PJ Masks. Bà xã đã tặng cho Daddy chị... đồ mà bà xã không gọi. Thôi để Daddy nói luôn. Daddy, bà xã tặng Daddy một đôi giày Christmas năm nay. Đó cả nhà. Đó. Đây. Quá đẹp luôn. Đó. Đôi giày này là hiệu Imperial Armani hả? Georgia Armani. Georgia Armani à yeah. Rất là đây là những cái thương hiệu giày mà mình rất là ưa thích. Đôi này mình có là đôi thứ ba rồi nè. Yeah. Rất nó comfortable lắm. Nó, nhưng cái mà này là quà thì quà Christmas thêm tặng đây chú là đó. Cái quà Christmas mà chú không có cho bỏ hộp thôi đưa lên cho chú khui luôn. Đó các bạn. Nếu mà các bạn thấy đôi giày đẹp đó, cho mình cái tâm ấp nha. Quá đã luôn. Đây là quà của chị Hồng tặng cho thiếp. Wow, để con coi coi. Oh. Wow. Hai hộp. Khui. Wow. Đi chung với lại cái ấy luôn rồi, cái dây chuyền thiếp luôn rồi. Quá special luôn, wow. Đeo vô liền. Rồi để chú cầm cho Ngọc đeo giùm cho thím giùm chữ đi. Dạ, con hả? Con là em chưa làm cho. Thì ở này chỉ dặn ra đâu mới ngắt. Con kéo ra là... Kéo sao? Dặn ra, không có dặn, con kéo ra. Ồ kéo luôn hả? À, hả? Không sợ mất cái đâu. Đây. Sợ mất cái đâu. Con nào vô là của con là điều huynh mở cho con không? Cũng một bà chị cho em mà. Chị em nó ủi sụp tiệp chứ cái dây chuyền Hường đeo cái gì. Cũng bộ rồi đó. Tại vì chắc cô Hồng thấy thím đeo cái dây chuyền đẹp quá đó. Wow. Nên là phải làm cho em gái mình bộ luôn. À cái này lấy đâu đây đây con làm nắm được nè. Một em. Rồi thím mở cái kia ra đi. Thím phải bỏ này vô.
Tập đi, sau này con đeo bông tai cho cô dâu vậy đó. Đó, rồi chú quay gần gần lại cho con. Ồ, sáng rồi. Oh, wow, đẹp quá. Rồi, nó đi kịp với lại không còn cái dây chuyền nè. Quá luôn. Quá đẹp. Quay cái mặt qua bên này coi. Đó, wow. Đó, chị Hồng ngắm người em của chị kìa chị ơi, những món quà của chị rất là tuyệt vời. Thank you. Thank you so much chị. Rồi, hết qua chưa? Hết qua rồi. Trời ơi, cái này cái gì vậy bác gái? Gì dài hoài được trên đây tùm lum vậy bác gái? Cái ồ, kia, phải cái mở thơ. Cái thiệp của cô Hồng ra nè. Đọc cô cái thiệp của Hồng nè. À, khi nãy chú cũng có cái thiệp của cô Hồng gửi nữa mà chú quen thấy cái đồng hồ non quá, rung tay quá, chưa kịp đọc luôn. Wow. Wow, cái thẻ có nhạc luôn. Thương chúc một mùa Giáng sinh. Niềm vui năm 2021 hả? Dạ, 20. 20. Đầy đúng ăn rồi, lành. Đúng rồi. Dạ, đầy ăn lành rồi. Đấy là đơn giản mà nãy giờ. Lớp. À, thank you chị. Cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Nè, còn gì nữa không? Mấy con lấy vô cho. Mấy cái đó hả cơ? Này là kẹo rồi ba. Thôi, lấy cái chị. Chè... Mùi okay. Sang lắm rồi. Dạ. Mùi sang không? Dạ, thank quá you chị rất rồi. Là nhiều. À, cô mà... thích món quà của cô không? Trời ơi, thích quá chừng luôn. Rồi bây giờ chú mở cái hộp cái zip của chú hả đây. Rồi. Bây giờ con mở giùm cho. À, ở trong cái giỏ đó con. Trong cái bì thư. Cái zip của chú đó. Chị Hồng chú đáo quá. Chị Hồng quá chú đáo luôn. Rồi đây nè, quá đẹp không? Happy wow. Birthday mấy con của mình luôn đó, nè. Happy birthday nè. Wow. Rồi, chúc quà sinh nhật gửi đến chú Năm, hy vọng nó sẽ đem đến cho chú may mắn, ấm áp và đầy ý nghĩa. Happy birthday. Dạ chú Năm ơi, chị Hồng ở Bắc Cali đây, kính chúc chú sinh nhật luôn được tràn đầy niềm vui hạnh phúc nha, thân gửi. Wow, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này, bấm like cho cái video, bấm nút đăng ký cũng như là chia sẻ video nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người, chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.